nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì đại diện cánh mày râu Tima xin gửi lời chúc đến các nữ tú của công ty Smartland, Smart Realtor lời chúc luôn luôn tươi trẻ và ngày càng xinh đẹp. 20 tháng 10 nhận được nhiều hoa, nhận được nhiều quà và nhận được thật nhiều lời chúc tốt đẹp. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Tem Definit xin kính chúc đến các chị em gia đình Smartland, Smart Realtor lời chúc tốt đẹp nhất. Dù ở công ty hay ở nhà, dù trên giường hay bàn làm việc, tuổi già không bao giờ tới, tình yêu thì phơi phới và đặc biệt là giao không lối thoát. Happy Birthday! Xin chào tất cả các chị, các em của đại gia đình Smartland và Smart Realtor. Nhân ngày 20 tháng 10, chúng tôi, nam nhân của Tem Đợt Xuân, xin được chúc các chị, các em phụ nữ vui như chim sẻ, khỏe như chim vàng, giàu sang như chim phượng, làm công công chim sâu, sống lâu như đà điểu. Anh ơi! Lời nói đầu tiên, xin thay mặt cánh mày râu chúc chị em 20 tháng 10 rực rỡ thành công, đại thắng cùng Smartland, Smart Realtor và chốt thật nhiều giao dịch. Cũng riêng với chị em mà có người yêu của gia đình thì ai còn lẻ loi sớm tìm được người nắm tay cũng như kề vai và qua mùa đông lạnh lẽo nhé. Đêm nay chúc chị em say đắm trên bàn và đầm thắm trên giường. Còn riêng team Venus thì có ế trường tồn luôn cũng được để cho anh em nhìn ngắm mỗi ngày. Ế trường tồn, ế trường tồn, ế trường tồn. Nhân dịp 20 tháng 10, team của Loto kính chúc toàn thể chị em công ty Smartland ngày càng xinh đẹp, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, mã đáo thành công, ai mà lo công thì mau lấy chồng. Xin cảm ơn. Nhân dịp 20 tháng 10, thay mặt Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, hơn 84 triệu dân tại Việt Nam cùng theo 6 tỷ dân trên toàn thế giới xin chúc một nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và vui vẻ trong mắt một nửa thế giới còn lại. Happy Women's Day. Chúc tất cả chị em phụ nữ của Smartland, Smart Realtor có một ngày 20 tháng 10 thật vui và ý nghĩa. Quan trọng nhất là phải chốt thật nhiều deal nha. Hi, 20 tháng 10 này team Sirius và team Athena chúc toàn thể chị em phụ nữ Smartland và Smart Realtor hay ăn chồng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng chắc chéo, sức khỏe như heo, đặc biệt là bán hàng theo heo. Hello. Nhân dịp 20 tháng 10, toàn thể nam nhân team Mò Cu xin long trọng kính chúc toàn thể mỹ nữ SML và SMR luôn trẻ, luôn đẹp, luôn khỏe, máu lửa, luôn thành công. 20 tháng 10 xin trẻ. Chúc các chị em phụ nữ ngày 20 tháng 10 thật nhiều niềm vui, nhận thật nhiều quà. Chúc các chị em Jupiter luôn luôn trẻ mãi, tiết trời ập đầu luôn luôn hạnh phúc. Team chúc thật nhiều giao dịch và trở thành best of team. Yeah. Hello. Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Thì chúc chị em phụ nữ Smartland, Smart Realtor mãi xinh đẹp, thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và thành công.